những điều thú vị về loài Poodle, là loài chó thông minh thứ hai thế giới chỉ đứng sau Border Collie. Poodle không mong manh như chúng ta nghĩ, chúng đã tham gia vào quân đội từ thế kỷ 17 và đã góp sức cho quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai. Uầy, cưng thế nhở? Chó Poodle không có lông mà có tóc. Bạn không nghe nhầm đâu, không giống như những giống chó khác, lông của giống Poodle được cấu tạo như tóc người, nghĩa là nó không ngừng phát triển và không bị rụng. Giống Poodle có lịch sử lâu đời, hình ảnh của Poodle xuất hiện trong những tác phẩm nghệ thuật ở Ai Cập và Roma cổ đại từ thế kỷ đầu tiên trước công nguyên. Dù có nguồn gốc từ giống chó săn, nhưng Poodle rất ngại ra ngoài khi trời mưa. Không tin, cứ thử mà xem. Chó Poodle chính là con sâu ngủ, chúng có thể ngủ 13 tiếng một ngày để nạp đủ năng lượng và vui chơi. Dòng Poodle kích thước càng nhỏ thì tuổi thọ càng cao. Standard Poodle có tuổi thọ trung bình 12 năm, trong khi dòng Toy Poodle có thể có tuổi thọ lên đến 16 năm.